Rồi chào cả nhà nha. Hôm nay anh em mình chào cả nhà hơi khuya nha. Đây là chiến lợi phẩm của mấy anh em mình nãy từ nãy giờ đi bắt được nè cả nhà. Tại vì đi bắt nhái hơi khó nên anh em mình không có quay. Bây giờ đem chiến lợi phẩm về quay cho cả nhà xem nha. Đó cặp luôn nè. Nè, quá trời luôn nè cả nhà. Cái này anh em mình bắt cả hơn được ký cả nhà. Chỉ là nhái cơm với nhái cỏ cả nhà. Này nhái cỏ nhiều hơn hả béo? Nhái cỏ nhiều. Đây sẽ nhái cỏ nhiều. Còn bỏ xuống bỏ xuống cho mình. Cái này cả nhà. Tại vì đi bắt cái loại mương rồi mấy cái đường ấy á, nên hai anh em mình khó bắt được cái cỏ quay cái nhà, nên hai anh em ba anh em mình chỉ đi bắt thôi. Con nó giả. Thì quay cho cái nhà xem nha, mai anh em mình sẽ làm món. Bây giờ cũng khi lắm rồi, cái nhà thấy đã chưa? Ừ. Nó nhảy quá chừng luôn nè. Nhoi như dồi. Chắc chơi tầm hơn 1 ký cái nhà. Cái này mai anh em mình mần mới được, chứ bây giờ tối quá. Đã chưa, đã chưa. Cái màu màu mập không ha. Tại cái loại này là nó cỡ vậy là nó bự nhất rồi đó. Nó cái này là nhái cỏ hả béo? Nhái cỏ ha. Nhái cỏ cái nha. Cơm mới nghe có mấy con nhái cơm mà mới nghe cơm đực. Nghe cơm đực không có nhái cơm cái nữa. Đó còn mà mình mới xịt đèn vô là nhái cơm ở cái nhà nó bự á, cái nhà thấy không? Đây nè, đây là con nhái cơm nè. À nó bự hơn con mấy con nhái cỏ. Nhiều nhái cơm đó là nhái cơm đực á, nhái cơm cái nó bự lắm, nó như con ếch gì đó. Đúng rồi. Thôi vậy bây giờ em mình rộng lên đi. Tấm lại đi, giờ rộng nó cho ngon lành, canh mấy cái lỗ nha. Trời. Giờ khuya rồi kia. Bây giờ là cũng 11 giờ mấy, gần 12 giờ rồi nè cả nhà. Nên anh em mình về thôi. Nghỉ ngơi, có gì mai sẽ làm món nha cả nhà. Ta giữ trời luôn hả? Ghê ghê. Nè cho nó vô chòi ở luôn. Rồi, ngon lành. Ngon lành ha. À, đã luôn. Vậy là không có mèo gì mà nó vô đây nó quào được nữa. Cái này công sức của hai anh em mình cũng cả 3-4 tiếng đồng hồ với cả nhà. Chứ không ít đâu. Cái này nhái cơm nhỏ nhỏ à. Quá đạt. Mời về nghiên cứu coi làm món gì cho ngon nè. Quá đã luôn. Công sức của mấy anh em. Thôi bây giờ tạm biệt cả nhà thôi. Ê nó cạp, nó bắt cặp trong đây nữa nè. Bắt cặp hả? Tính ra mà đi khuya nó còn bắt cặp dễ nữa cả nhà. Nhưng mà bây giờ khuya quá. Nhảy rồi, nó nhảy nhìn đi không? Như đây anh em cũng đủ ăn rồi nên thôi về. Thôi tạm biệt cả nhà nha. Hẹn cả nhà gặp lại ngày mai nha. Bye bye. Rồi chào cả nhà nha. Chào cả nhà, một buổi sáng bữa nay hai anh em mình xử mấy con nhái, hồi tối anh em mình bắt được cả nhà. Đây sáng nay cả nhà chắc thấy rõ hơn hồi tối nè. Đã lắm á nha, nhiều lắm á chứ không ít đâu nha. Mình bắt được 2 nhái cơm. 2 nhái cơm hả? Ừ. Bự không? Bự. Ô kìa. Thấy kìa. Khuya nó bắt cặp nữa. Nhái cỏ nó bắt cặp. Về tối thì bắt nữa hả? Hay là sáng không bắt? Tối. Tối hả? Ồ con nhái cơm. Đây này cả nhà, sáng để mình chỉ cho cả nhà xem nè. Cái này là con nhái cơm này cả nhà, con nhái cơm nó rất là bự luôn. Nhái cơm mình nhái cơm cái này phải không béo? Đúng rồi. Đây là con nhái cơm cái nó bự, con cái nhái cơm đực nó nhỏ cả nhà. Đực nè. Đây nè. Đây là con cái, đây là con nhái cơm đực này cả nhà. Đây là con nhái cơm cái nè, nó nằm ở dưới á. Còn mấy con kia là con mấy con nhái cỏ. Nên nó nhỏ nhỏ hơn, nó không có bự. Hai con nằm gần nhau á. Ừ. Thấy chưa? Như đây hai anh em mình là hơi bị nhiều luôn á. Bây giờ anh em mình sẽ mần nó nha cả nhà. Nhảy con đó. Ta đã luôn. Rồi. Mần thôi. Mừng thôi. Bây giờ bữa nay là béo là cái này xào lá cách nước cốt dừa rất là ngon luôn cả nhà. Hôm nay anh em mình sẽ nhét cơm nhét cỏ xào lá cách nước cốt dừa. Bây giờ mình sao béo mình nhúng tò cho nó chết rồi phải không? Đúng rồi. Ok. Này cái vườn rau của anh em mình cả nhà thấy xanh ghê chưa? Bầu mướp rồi nó quá tươi tốt luôn nè cả nhà. Ở đây thì anh em phân dê phân bò của nhà béo rất là nhiều luôn nên anh em mình cho vô nó tốt lắm, vô ngay mùa mưa nữa. Ủa nó xanh, sắp có cái đậu rồng nè, đậu rồng này là chấm kho dừa nè, làm gỏi nè, cũng ngon lắm á béo. Đây, con này là dây bầu, dây bí, dây bầu với dây mướp của anh em mình nè, nay nó bò nửa vàng rồi nè cả nhà. Chuyện hôm qua hai anh em mình có trồng vô mới bí nụ rồi nè. Bí nụ đó bên cái theo mà bên coi thì nó ngắn ngắn mà nó không có dài nên mấy anh em tầm xét nó giống như cái cây bí nụ vậy đó. Còn cái thao đỏ đỏ là cây dưa hấu, anh em mình có trồng dưa hấu luôn. Thấy chưa? Rồi anh em mình đi quần vòng vòng tại vì lội lên lội xuống cái nhà rồi xình lại nữa rồi nước nâu tùm lum hết trơn à nên hai anh em mình không có cầm máy đi theo được. Có gì chết luôn á. Hư cái máy với cục sình nào hư? Cục sình là dính sình.
cái trứng nhái này mà mình chịu mình mặn mà mình mặn kỹ chịu có thời gian ăn cũng ngon lắm á. Ngon hả? Mấy con nhái này người ta bắt người ta cắm câu với ai mà ăn không biết. Không rồi đó, ăn ngon lắm mà, đùa. Bây giờ ăn vẫn ngon mà. Giờ kiếm khó với bà luôn mà vẫn ngon mà. Hồi xưa mẹ là đi bắt dẫn em với chị hai theo. Mẹ thì mẹ xịt mẹ thấy mẹ chỉ cho hai chị em lụm. Chụp một đêm bắt 4-5 kg luôn. Về ngồi bắt chắc cũng mặn chứ cũng hơi cực à. Mới có đường qua giờ sáng nữa đầu mẹ về rồi bắt đầu cũng cắt đầu lột da rồi nè. Da rồi chị hai rồi em ngồi lột. Lột ra sáng mẹ đi bán. Nhiều nhưng mà nó nhỏ. Cái này nó ngon hơn ăn với cơm à. Xong rồi cả nhà ơi. Đưa chú ta test con mũi miếng nha. Ơi. Đây chiến lợi phẩm của hai anh em nè. Coi vậy cũng khá lắm nha. Bây giờ thì đi rửa sạch nó cả nhà. Rửa sạch nó rồi móc ruột, cắt chân rồi làm móng, làm neo đủ thứ các kiểu. Shiba. Chờ đó. Cái gì? Shiba. Lấy vậy? Khúc mơ bụng. Shiba là cái gì? Hai anh em nó móc bụng xong giờ mới pin hồi cắt móng nha. Là móng tay, móng chân nữa mới được. Tính ra nhiều lắm á. Nè, thấy chưa cái vậy? Coi đã chưa? Gõ luôn nè. Hơi cực nhưng mà ngon. Thịt tổng ống luôn. Ý là mình chưa rửa đây. Thịt này ngon là cũng được. Đâu rồi cả nhà ơi, bây giờ hai anh em mình sẽ để cho nó gáo đi. Giờ đi hái mớ lá cách, đọt lá cách đi rồi hai anh em mình sẽ về mần nó. Nè. Sướng chưa? Thịt tổng ống luôn ha. Đó chứ ở đây anh em mình coi vậy là sướng á chứ đối với mấy anh chị ở Long An, ở Đồng Tháp rồi á. Thầy tên tao đầy thịt đó. Tao đâu có thể đi bắt đâu. Thôi. Hù hết hồn á. Giờ ba anh em mình sẽ đi hái một ít lá cách nha. Nè, lá cách non không nè cả nhà. Thôi ăn cắm đâu. Ừ. Ừ. Nhá, cái bắt đầu cái lá cách nó bị mất lá ha. Ừ. Để cho cái nhà. Em mới đọt lá cách này thì cái này nó mềm, nó non chạch luôn, hai cái lá cũng ngon đi. Luôn nè. Quá trời luôn. Cái gì chứ? Cái này bánh xèo là chết xỉu luôn. Thôi, không ăn. Chết mà xỉu là sao tài. Xỉu. Dạ chết xỉu. Cái này, lấy cách non đã ghê không? Ôi. Nè, con anh bỏ vô gỗ giùm chú em. Ok. Hay lá non không? Thiệt, hay nhớ bẻ nha. Hai anh em mình sẽ bẻ cho nó ra lá nữa cái nha. Dạ bữa. Cái non. Dạ bữa quay nữa. Đấy công chuyện luôn. Đây em cho ta. Tại nó bị vô cái đọt. Ừ. Chú mỏ nhìn thấy ghét không? Ai giúp ra? Bò. Đây con chú cái mỏ thứ cây mà. Thôi. Con nhìn dễ thương không? Này cái nhà anh em thấy được mớ. Rồi ăn mà toàn là đọt không à. Thấy chưa cái nhà? Thôi về nhà thôi. Đây. Cảm ơn. Nhà tướng nãy vừa cũng sang quá chứ. cái bàn nạo dừa huyền thoại của ngày xưa cái nhà, còn giờ nhiều khi mình ăn á mình ra ngoài người ta nạo rồi người ta dắt sẵn cho mình luôn. Còn cái này thì ở nhà thường gia đình sắm một cái về cũng như lâu lâu á, dừa nhà có sẵn nữa. Hồi đó mà canh mẹ mà nạo dừa vậy nè, lấy cái dừa đầu tiên á ướt lên. Ngọt béo. Nào dừa cũng là một nghề. Đâu phải ai cũng nào được. Nào đè mạnh quá cái nhà, cái nó sáng lớp nó không diễn dắt mình không hết nước cốt. Chào cả nhà nha, bây giờ hai anh em mình sẽ xử nó thôi cả nhà ơi. Ít ra cũng được cái cũng cả nửa ký ruột à. Một ký mấy nhái nhưng mà hai anh em làm lại chắc còn được nửa ký thịt à. Bây giờ thì bên sẽ ướp nó nha cả nhà, ướp nó rồi xào lá cách nước cốt dừa.
làm chén mứa cho cay cay nữa cái nhà, chấm vô còn gì bằng. Đọt lá cách, cái này lá cách anh em mình sẽ xào chung nha cả nhà. Bên sẽ để nguyên chứ bên không có cắt ra nha cả nhà, tại vì bên dùng đọt không à. Xả với cái tỏi thì bên sẽ ướp con nhái mới được. Đây, nhái của anh em mình. Giờ thì sắc tỏi ớt đi. Cái đó anh em mình sẽ ướp nó. Cái xả này hôm bữa còn hai cái xả này nè, vừa đủ luôn. Bữa còn chưa lại nè. Trong này nghe nhuyễn nhuyễn, hơi nhuyễn thôi. Đây, cái này giờ mình sẽ cho nó vô ướp nha cả nhà. Cho nó vô nữa, còn một phần nữa hơi mình phi cho nó vàng lên mới được. Cho nó hợp. Đây, bên em tí đường nha cả nhà, nó cũng vừa mình nó cũng ngọt rồi. Một ít màu điều nữa nè. Ủa, bột nghệ cho cái món ăn của mình nó hấp dẫn hơn cả nhà. Bột ngọt này. Thì mình ướp trước đi, chút xíu có gì mình nêm lại. Bên thích cho thêm một ít ngũ vị hương nữa nha, nó lên cái mùi cho nó thơm. Cho con nhái mình vô. Quá tài luôn. Hơi nhiều rồi nha. Thịt không là thịt. Quá đã cái nhà. Cái này con nhái này ăn dễ hơn con nhái nhái tỏi, ngon dễ hơn nhái cơm à. Ừ, dễ ăn hơn nhái cơm, nhái cơm xương có xương bự. Còn con nhái tỏi mình nhai luôn à. Con này nhai xương luôn cả nhà ơi. Tính ra anh em mình mấy tiếng, bốn ba anh em mình đi mấy tiếng mà được như đây là quá đã rồi đó. Nhiều rồi đó. 120 một ký á cả nhà, mà người ta sẽ 86 hả? 86 000 một ký á nha, nhưng mà người ta mần chỉ lọc da thôi, cắt đầu lọc da thôi, còn lọng hết nha, chứ không phải mần sạch như vậy đâu nha cả nhà. 160 000 một ký á. Cho mà qua một bên. Cho mà thấm đi, chút xíu xử mới xào. Cho miếng tỏi xả ớt vô nó cay lên mới được. Rồi nhái vô thôi. Con đổ hai chén nước chú vừa vô đó giùm chú luôn mà. Lấy cái chảo này là vừa luôn á không béo. Ừ, đúng rồi. Đấy, hay lấy cái chảo nhỏ là hơi bị gối á. Dạ, thoải mái. Đó, con này nó cũng màu chín lắm nha. Ừ. Tâm con không béo. Đúng hơn quá trời luôn rồi. Cho đem ra đây xạo cái thấy thịt quá rồi thịt nha. Quá hấp dẫn. Cái mình xào cho nó căng lại, cái mình cho nó cút rượu vô cái nhà rồi mình bỏ lá cách vô luôn. Tại vì con nhái này nó mau chín lắm. Săn con đã ăn. Thịt nó chắc lắm. Tại chừng nó kìa, quỳ wow, ăn ngon hết. Con biết chú phải thích mùi khói này vào khoảng 4 năm nay không? Để đi ra bán gà chú phải thích nó đó luôn á. Cái thịt này nó chắc lắm, mình xào nó không có sợ nó bể luôn cái nhà. Cuộc sống đó. Của chú Bin con gắn liền với bếp với lò. Không biết chừng nào mới chuyển qua được cái bếp ga đây. Sắp rồi đó. Sắp rồi đó. Chờ hết dịch rồi đó. Nhưng nó có vaccine chuyển Việt Nam hay gì hả? Ừ. Đọt lá cách vô thôi cả nhà ơi. Đọt lá cách. Coi vậy á, nhiều vậy á, chứ hơi mình bỏ vô cái mình xào lên cái không còn nhiêu tên á. Đúng rồi, nó sọp rồi. Nó xào cho lớn cái nhà. Cái này xào mà lúc cái nhà bỏ vô lá cách, vô nước dừa cũng còn nhiều kìa nè. Nó thấm vô cái lá cách nữa. Ừ. Khói quá trời luôn á. Thóc luôn á.
Thôi để con kia chú Kha hỏi. Ui dạ. Thấy chưa, cái nhà thấy chưa? Thấy chưa, xanh lẹ luôn á béo. Giờ dùng một tay được rồi này cái nhà. Phải thủ hai tay luôn mà làm không lợi luôn á. Con chỉ bằng bếp. Quay xét lại cho cả nhà hèm chơi. Này. Cho nó xuống. Hấp dẫn quá. Hấp dẫn quá. Đây. Cho nó ra thôi. Cái nước này hơi bị xe múc rồi cái chén. Cho hai anh em nó chen. Đúng. Cái tinh tí nằm đó đó. Cái nước nha, nước nhái gà ngọt. Nước nhái với cái nước cốt dừa. Nước cốt dừa. Trời ơi nhái. Quá tội luôn rồi. Mẹ ơi nhái. Cái gì cho nó hỏi. Thứ bảy chủ nhật thứ hai thứ ba coi. Nãy quay. Hết tầng. Béo béo ngọt ngọt thơm thơm. Chẳng dụng lấy cách thì nó bùi bùi. Có cát tiêu anh không? Cát tiêu đi ha. Có được luôn á hả? Được mà. Được không? Thơm. Tôi không biết à, tôi tiếng kẹo á. Ngày thơm thì tôi dứt luôn à. À, lên bàn mấy bay lên đây. Hai anh em á ngồi nhìn cái gì chảo ngồi cười không cái nhà ơi thôi thôi mời cái nhà ăn nhái chào lại cách cùng ba anh em mình nha. Rồi mời cả nhà. Mày lẹ ngồi cười không hả, nhìn nó cười không hả, chết luôn dứt. Nhìn thì em biết sao em cười mình không, nó biết cái dạng lòng hồng cơ. Làm đi nó ngọt ngọt béo béo ha. Ừ. Nhưng mà hay hay bảo đảm béo hay thích nhất là cái lá cách. Ôi. Lá cách nó, cái đầu lá cách nó sẽ bùi bùi, nó ngon lắm cái nhà. Đó em biết sao hồi hay qua mới biết ăn cái đọt đó chứ rồi đó giờ em thấy hái cái lá cái sắc không à. Trời. Em đâu biết ăn cái đọt được đâu. Cái đọt nó ăn nó bùi hơn cái lá ăn nó thơm thôi. Ừ. Cái đọt ăn rất là bùi luôn cái nhà. Nó hấm nước cốt dừa vô cái nó béo ghê không? Ừ. Với lại một phần á mình xào đủ lửa cái nhà, cái lá cách của mình nó xanh đẹp lắm. Ừ, cái nhà thấy nè, nó xanh tươi lắm, còn nếu mà thiếu lửa nó đen hồi lùi à. Chấm 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 ớt. Ừ. Chấm chấm mấy quét. Trời ớt ai mà mặn ra quá rồi luôn. Quá tời luôn, thiệt. Giờ mặn thấy lại vui, thấy công sức của anh em nó được đền bù. Đó thấy hai với con Minh mà lội lên lội xuống lội lên lội xuống cái Dũng thấy cũng chịu không nổi luôn á. Tại vì người ta đang móc cái cống á cái nhà ở giữa cái con kinh này nè, cái nhà có Lan làm cái cống trên á, nên tối nháy nó lên nó nhiều, người gặp lội sình đất mềm nó sạt lở nữa, nên hai anh em mình ba anh em mình không có dám cầm máy. Thí dụ lăn người ta xuống thì da thịt nó tày thôi, còn cái này nó nhúng nước cái chắc đem đặt cái ống dừa luôn quá. Thì Bin với béo thì ở trên, rồi Minh với Bin này lội xuống dưới cầm vỏ của anh em cầm ở trên. Ôi thôi mà nói gì nói cực thì có cực, nhưng mà giờ hay thấy rất là sướng, rất là ngon. Khỏi tức xíu sao mà. Ừ. Đúng rồi, con nhái ăn còn nhái xương đã không? Ừ. Ngạo 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 ngạo. Rất là tuyệt vời. Cái này thì anh em mình ở đây thấy nó sướng rồi đó. Nhiều khi mấy anh chị ở Đồng Tháp, Long An đổi ở trời. À chị trên đây cả đống luôn nè. Đúng rồi, cái miệt nào còn đồng ruộng nhiều là nhiều lắm. Nghe bà con luôn. Dứt bây vô. Với con nhái này nó cũng không khó bắt cái nhà. Nó cũng mưa, dễ. Mưa dễ. Nó cũng nhiều chứ không ai. Muốn bắt dễ thì đi một mấy hai giờ. Ừ. Nó bắt gặp.
cái này dự pháo mà chống công tới thời gian thiếu nhưng mà nó ngon. Mần thì nó cũng hơi cực cái nha, cái này mấy con nhỏ nhỏ thì mần thì cực lắm nhưng mà cái đồ ngon thì nó ngon cũng khá lắm đó nha. Cái này là con nhái cỏ, con nhái cơm. Cái đùi của con nhái cơm này cái nha, rất là bự luôn. Làm vô cơm rồi Minh, ăn đùi đi con. Con nó cũng con rồi ha. Ủa con nhái cơm hả? Ủa con rồi. Cứ ăn ngày ngay ngay nha Minh. Cơm đực á. Hai con cơm đực. Bốn con nhái cơm đực, hai nhái cơm cái. Nguyên gọi quân mới ăn sau lưng mình trên. Gọi quân tí. Quay lại con bíp bíp. Tao quay phim này là ngoài ăn tao ăn vịt nữa đó. Nhưng mà tao ăn vịt khác. Tụi bay để sao? Ba anh em làm cái mâm này hơi bị quần tán. Quá chừng. Lá cách nó ngọt ngọt, nó bùi bùi ha. Đấm vô đây nó cay cay, nó chua chua nữa nè. Có con tôm nữa hả Minh? Này con, đã đỏ nè. Hai con tôm không? Con tôm của anh, nhớ đổ lấy cách hệ nó đâu đắng đâu kìa. Không đắng. Không đắng ha. Nhẹ 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 à. Tôm tôm này. Nó bùi nữa, cái cọng của nó bùi hơn cái lá. Bởi vì ăn cái đậu nó ngon, nó ngon lại ngon ở cái chỗ cái đậu á, cái nhánh nhỏ nhỏ á. Tụi ăn tôm chấm ớt rồi. Tụi ba hết rồi. Gắp con tôm chấm ớt. Để thôi em gấp cho Minh ăn. Thôi con nghe ăn tôm à. Con nghe ăn tôm hả? Ngày nào con cũng ăn tôm hết trơn á. Chú ơi con nhận cho khai khang đi. Nhưng mà là mì tôm á cái nhà. Sáng anh em này sáng nào cũng làm ba cái mì á. Lúc thiệt tình luôn là ăn sáng không dám ra ngoài đường ăn sáng nữa. Ngày tiếp xúc. Thế là mình có đám rau cũng đỡ. Mì tôm heo quá. Lúc dài hàng xóm của bên Trần Giang cũng nhiều ca lắm rồi cả nhà. Mình bến tre, mình sát bên rồi mình cũng ngại ngại rồi. Giờ không dám đi đâu mà đụng mà gặp ai. Cứ vòng xóm rồi xong á. Cái nước này béo. Ừ. Xem miếng nước coi. Không xào khô đâu, xào khô lại cái nước này là cái tinh tí nên xào khô rồi nó không ngon. Không ngon đúng rồi. Phải là xào cái nồi này phải ướt vậy nè. Nhưng mà mấy lần trước á bên có xào mà vậy nè, rồi xào lá cách vô cái nhà mình xào kìa cạn nước quá, nó béo cái giống như hơi gần hết nước. Không? Cái mình xào vô cái lá cách nó không đủ, nó đen thầu lùi à. Đúng. Thằng cắn đụng ớt tới bến rồi chứ. Quay. Con ăn cơm nhỏ cho nó ngon hả? Đúng. Thôi dễ thương. Nói chung bắt tham rồi. Ngán hay gì? Buồn luôn. Cuốn rồi không có ăn nào. Chứ nghe mấy con nhỏ dễ ăn ghê. Nó xương nó giòn mà, nó giòn mềm mà. Chứ nó không có giòn cứng nữa nha. Con nhái này mà mình bắt là cắm câu cũng ngon lắm nè. Nhạy lắm á. Mười con nhái có đổi được 10 cái lóc không? Không. 8 con được không? 5-6 con được. 5-6 con được hả? Chúng cha người ta. Vậy bữa nào mà bươi xuống đá mình đá nữa mới bắt mới nhái thì cắm cầu rồi. Ok. Lấy nhái đổi cái lóc. Nếu mà đó hai nghĩ chắc mình cắm bằng cần quá hả? Cắm bằng cần hay chứ đâu cắm bằng chai. Chai nó ngập. Vô hết nó bị ngập nước. Một viên ngọt hay là nó lôi vô lụp. Móc nghe cái mỏ á. Không nghe cái mỏ rồi, toàn đen á, cho nó đạp nước hả? Đúng. Con cá thì nghe nó động nó biết cái cá nó sợ nó quẩy cái lóc, con cá lóc thì dạng nó ăn tạm luôn. Đúng rồi. Tạp liền. Nên càng đạp là càng động. Hồi đó thì hay biết hình như là con nhái này này cắm câu ngon nhất phải không? Đúng. Nhái thì tới dế. Với nổi. Nổi rồi mới cắm mình. Tùng cơm, tùng hổ rồi cái nhà là cắm câu rồi, dạng là để ngâm thôi. Đúng rồi. Chứ ngang nó ăn thôi. Nó thấy nó ngại. Cái nhái nè, cá tê nè, cá lóc nè, với ớt. Có phải được không? Tới luôn hả? Ừ, ớt ăn luôn. Một
Ngồi động. Cái con nhái này nhà mình cắm câu, nếu mà mình cắm câu á nó đạp cái nước động, có thể là cách, ví dụ con cá cách mấy mét, 4-5 mét hay gì nó vẫn thấy cái động nước. Nó vẫn lại. Cái động nó chạy ra. Con trùng mình cắm á thì nó mồi mà mồi im á, cách nhau chừng nửa mét nó tắt hay gì đó. Liên nghe đi nghe nó nghe mùi nó dứt thôi. Trời ơi, nhái này cách chừng cây số mà đạp nó vẫn còn động tới luôn á. Đang nhức ở đâu nhổ được ha? Thì cũng lúc im á. Nhưng mà không dám mở miệng ra. Ở trời. Đá bự không? Cái nhà thấy nó gắp một hơi 3 miếng ớt luôn. Tôm bự hơn nữa, tôm bự hơn nữa. Tôm nó đã. Căng quá, mốt nó nóng đừng là đàn nha. Ớt ăn nóng lắm á Ngọc. Ớt đâu? Con tôm. Giờ nó đía lắm. Bà đía nữa à. Nói chứ nói mình ăn ớt cũng vậy lắm. Cay cay. Nó béo béo, ngọt ngọt rồi. Thêm chua chua mặn mặn nữa. Giống như là nó có đủ 4 vị luôn á. Kết hợp thêm cái vị thơm rồi vị ngọt nữa. Quá là ngái luôn. Chụp quá thì chụp luôn. Vô đây gấp quá thì gấp luôn mày. Nãy giờ nó đâu có nhót nhiều đâu phải không? Đúng rồi. Còn lúc nó xào rồi em thấy con chảo rồi thấy quá trời luôn cái chảo rồi. Mày ăn là bao dư luôn. Ăn cho lãi đi. Dư dắt thì bắt được nữa không? Đúng rồi. Càng ngày càng vô đậm, vô mùa mưa nhiều rồi, cái nhà bắt, người bắt cũng nhiều quá nên cũng chắc bớt rồi đó. Với lại nó chỉ đi một hai con mưa mà đầu cái nắng rồi, cái đầu mưa lại á. Ừ. Đầu mưa dầm nhiều quá, cũng không có nữa. Đúng rồi, mưa dầm không có. Hoặc là cái vùng mà đồng ruộng á, người ta xới á ha. Ta xới lên đất lên nó đầu cái người ta xạ xuống cái bờ bị nước nó ngập ngập á. Cái đầu nó nhảy lên bờ á, bờ mẫu á, nó ngồi vậy nhiều. Cái loại này lưỡng cư nhưng mà nó hít ở trên bờ mẫu nhiều hơn là ở dưới nước. Nghe dạng là giống nó đi lụm đó ha. Ừ. Hồi xưa còn kêu đi lụm chứ hồi tối này hai anh em đi, ba anh em đi lặn đi dí. Này đi dí. Đi dí bay chụp. Hồi tối có con nhái cơm. Chào bá luôn á, hai bước qua cái cây hay chụp nó mà nó thiếm khúc cái đài, thiếm khúc nó bay mà tức luôn á, mà tên nó giọng cái bự. Muốn chết rồi. Thì giống con nhái con đực nè. Mấy con xin con chảo vô đâu. Trời dính luôn hả? Trời cái vô con mắt đâu thấy được nó nhảy đâu. Thằng thân thằng chứ. Sao quá trời đại không à. Ừ. Biết bài rồi nó rồi không kẹp phải không? Đúng rồi. Cái trời cho em một phát. Đừng có cái ốc cái gì đâu. Cái lại bắt nó. Tối 2 giờ em mà Minh nó còn chạy nữa đó. Thôi quá trời, 12 giờ, 11 giờ mấy mà, lúc hay nhớ hay quay rồi 11 giờ mấy mà. Ừ. Về rửa mình, không dám tắm, phiêu quá không dám tắm. Đã. Ba anh em vẽ hết lấy cách rồi. Không còn một nữa. Là chiều xèo nước cốt dừa là cái nào bỏ đá cánh vô thêm xèo thêm thử nữa. Hôm qua tí nữa con bắt con hết rồi. Đi đâu? Té cái bệnh luôn. Ừ, té cái bệnh đó. Té hả mày? Té hả mày? Đó rồi chờ bá lưng đồ. Làm cho con té miệng nữa thôi. Nhớ anh em ăn chừng nửa gì hả? Mà đá cánh hết rồi. Quá rồi luôn. Chắc phải hơn nữa. Ừ, nữa, hơn nữa. Thôi chồng em đi chơi gia đình mình cũng được. Hả? Em vô chơi nhà. Ừ. Đúng không? Có thêm miếng lá cắt nữa sẽ ngọt. Chúc 12. Ừ. Ba anh em mình tạm biệt cái nhà nha.
Bye bye. Cái kỳ này chắc hết lần cuối đi chụp nháy rồi cả nhà. Giờ bắt đầu vô mùa mưa, hôm qua nay mưa liên tục luôn á. Chắc hết đi chụp nháy rồi. Có nắng rồi, có mưa mới có nháy.